Hello và xin chào anh em, thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với anh em một con map mà có lẽ là sẽ khá là quen thuộc với ông nào mà đã chơi Big Salmon lâu năm. Hồi cỡ hồi anh Úp Banana chơi Big Salmon ấy, có một lần mà anh chơi cái series Island SNB, đúng rồi, Island SNB, thì anh có chơi con map này. Và cái lý do mà mình giới thiệu với anh em con map này ngày hôm nay là do mình mới nhận ra là nó lên được 1.12.2. Và đồng thời thì gần đây mình cũng có một cái video hướng dẫn Big Salmon mà có những cái form đặc biệt, những cái form kết hợp gì đó, là mình nghĩ là nếu mà kết hợp hai yếu tố này lại với nhau thì cái game nó sẽ rất là thú vị, cho nên là mình mới giới thiệu với anh em con map này. Tương lai thì có thể là sẽ có thêm mấy con map khác nếu mà mình tìm được. Thì nếu mà anh em nào người mới mà không biết cái video hướng dẫn tải cái mod form đó thì anh em có thể vào kênh của tôi để xem. Thì anh em có thể tải con map này về chơi với bạn bè, hay rủ bờ cỡ 4-5 người gì đó vô chung một con map như vậy đó, bao nhiêu thì tôi tùy thích, xây chơi đấu nhau, đánh nhau, thông giết nhau gì đó, đó làm ra bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Hoặc là nếu anh em không có bạn thì anh em có thể lấy con map này làm video giống như tôi bây giờ nè. Nên thì anh em có thể làm một cái series SMB, một cái series 100 ngày gì đó. Ok, thì tổng quan về con map này thì thứ nhất là nó có làng, chắc chắn là nó có làng. Và biome đồ nó xây rất là xịn sò. Đây, nhưng mà là xây nó là chi tiết núi, đồ cái kiểu. Và nó còn có, đây là ví dụ về cái biome khác, đây là biome Taiga. Và một cái làng khác thì anh em sẽ đi như này đó, đi khám phá và tìm đi theo đường mòn như này, rồi anh em tới một cái làng đó. Và trên đường đi của mọi người sẽ có những cái nhà như thế này, thì mọi người có thể vào đây để mà heal cho Pokemon, hồi máu Pokemon. Và đó sẽ giúp cho những cái bạn nào mà thích chơi kiểu không chơi Poke Heal, chơi hardcore ấy. Và trên đường cũng sẽ có những ông NPC đây. Đó, NPC như này để anh em đứng farm level. Và ở trên những cái núi này thì nó sẽ có những cái quặng đây. Nó sẽ có rất là nhiều quặng ở trên đây, cho nên là anh em chỉ còn lên núi đào thôi, là chứ không còn phải đi tìm đâu sâu xa hết. No, đâu chết mẹ mới nói nhiều xong vậy đâu mất. Đây, đó. Rất là nhiều luôn. Và đặc biệt nữa là ở trên những cái núi này thì có thể nó sẽ có Master Chest hoặc là những cái đền chim như thế này. Rất là thú vị và biết đâu là có đồ ngon, cho nên anh em đừng có bỏ qua nha. Nói chung là chơi là cứ lục tung hết con map này lên. Thì đây là một khu vực làng khác này, giống kiểu một cái thành phố luôn, nó có cái nhà rất là to, kiểu một cái shop á anh em. Nó là kiểu anh em vào anh em mua đồ ấy. Nó và nó xong đục lỗ chui lên. Những cái cầu này thông thường sẽ là nơi để mà anh em qua một vùng đất khác. Ví dụ ở đây là jungle đó, và đi theo đường mòn, đi thẳng lên. Và cứ dọc theo con đường đó thì anh em sẽ tới những cái làng như thế này. Đó, thì mỗi làng người ta sẽ xây theo một phong cách kiểu cách khác nhau, thì mọi người có thể tự do khám phá. Đây tôi chỉ review vài cái thôi. Đây thì đi lên anh em có thể tìm thấy phòng gym ở trên này. Ok, thì mấy cái gym khác đẹp hơn hay không thì tôi đều biết. Nói chung là tôi sẽ không phá trải nghiệm của anh em đâu, tôi sẽ để anh em tự khám phá. Ok, đặc biệt thì nó còn có những cái chỗ như này. Đây là chỗ mà có rất là nhiều con kiểu NPC bot. Thì mọi người có thể chơi điếm theo kiểu trong SNB á, mọi người chiếm con mẹ nó khu này đó, xây dựng căn cứ ngay tại đây luôn. Đéo cho thằng nào vô farm level hết, một mình anh em độc chiếm, thằng nào vô xẻo chim. Đó, thì cái đó tùy anh em quyết định nha, tôi chỉ gợi ý thôi. Ok, thì bây giờ tôi sẽ giải đáp một số thắc mắc mà có thể các bạn sẽ thắc mắc. Thứ nhất là cái việc mod và cái map. Thì anh em yên tâm là cái này nó chỉ cần tải mod và map về là chơi được thôi, nó không cần phải làm gì rườm rà hết. Thì anh em chỉ cần tải cái mod có form mà hôm bữa tôi làm video hướng dẫn tải ấy, tải về xong rồi tải con map này vô là kết hợp lại là nó vô luôn, nó sẽ spawn, có mấy con đó nó sẽ spawn ở đây luôn, không có còn phải chỉnh sửa gì dùng ra hết. Ok, thứ hai là khi vào thì anh em sẽ không được dùng lệnh nha. Thì anh em có thể thấy là tôi không thể nào tôi dùng game mode 1 được. Và như anh em có thể thấy ở đây là tôi không thể nào tôi dùng game mode 1 được đó, người bạn không có quyền để làm điều đó. Và đây mới nói xong thì nó có một con form. Cái việc mà không dùng được lệnh đó, anh em muốn dùng lệnh thì anh em chỉ cần vào, anh em mở menu lên xong open to land, allow cheat, xong start land on. Là như vậy là anh em có thể sử dụng được lệnh. Thì bây giờ tôi có thể chỉnh lịch sử game mode được cái kiểu đó, game mode 0, game mode 1 được cái kiểu. Và thứ hai là cái game shot. Game shot thì như anh em thấy là nãy giờ tôi đứng gần mấy con legendary đồ mà, hay là mấy cái strike á, thì nó vẫn không chịu hiển thị á. Mặc dù là trong đây tôi để màu xanh hết luôn đó, nhưng mà nó vẫn không được, là do cái thằng làm map này nó setting như vậy, nó để như vậy để cho game nó thực tế hơn. Còn anh em mà muốn dùng á, anh em sẽ sử dụng câu lệnh là game shot reload, nó là nó sẽ sử dụng được. Đó là bây giờ anh em có thể dùng là cái game shot nó sẽ chạy như bình thường. Ok, thì đó là những cái thắc mắc phổ biến mà tôi nghĩ anh em sẽ hỏi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào phần hướng dẫn cách tải map. Vậy thì cái link tải map này tôi sẽ để dưới phần mô tả và phần comment, thì anh em có thể xuống đó để lấy link. Thì nó sẽ dẫn anh em tới một cái web này, rồi anh em ở dưới sẽ có kiểu mấy cái phần mô tả của cái mod, của cái mod này, mấy ổng sẽ có một số lưu ý ở đây, anh em có thể đọc nếu muốn. Ok, thì chúng ta sẽ vào vấn đề chính. Thì anh em sẽ vào cái này, đây, chúng ta sẽ nhấn cái tải ở đây, nhấn vào đây,
rồi nhấn continue. Rồi đây, đây nó sẽ hiện ra một cái chỗ này. Rồi em nhấn download là nó sẽ bắt đầu download ở đây. Ok, khi mà nó hiện ra cái chữ đơn này hoặc là nó đã tải xong rồi á, anh em sẽ nhấn vô cái phần file, cái hình này nè. Nhấn vô là nó sẽ hiện thị ra là cái con map của anh em nó tải ra rồi, rồi nó xuất hiện ở đâu. Rồi cái mẹ nó xuất hiện ở đâu thì anh em sẽ nhấn chuột phải vô cái này. Anh em nhấn vô phần cái kéo hoặc là Ctrl X nhấn, xong rồi chuyển qua cái vô cái phần trăm app data phần trăm chấm Minecraft save. Rồi mọi người sẽ đây Ctrl V hoặc là nhấn cái nút này, rồi nhấn replay the file. Do tôi có tải sẵn rồi cho nên là nó mới hiện cái replay the file đó nha, còn anh em sẽ không hiện đâu. Rồi cái này tên là clear crash nha anh em. Rồi với cái clear crash ở đây á, mọi người sẽ nhấn chuột phải rồi nhấn show more option, xong có extract here đây, nhấn extract here, rồi nhấn yes nhờ yes to out. Rồi khi mà mọi người nhấn như vậy xong á là nó sẽ xuất ra một cái file map đây, nó là cái file map này. Rồi mọi người vào game là nó sẽ có nha. Nào lưu ý, cái này lưu ý quan trọng nè, nếu mà các bạn tải cái mod Bismol của các bạn á, mà các bạn tải ở trên đây á, thì trong trường hợp này mấy các bạn muốn tải map á, các bạn phải làm thì các bạn vẫn vô chấm Minecraft, nhưng mà thay vì vô save đây, thay vì vô cái phần save này thì các bạn sẽ vào phần version cho mình và version, rồi tìm cho mình cái bản Bismol đó. Bây đây thì mình không có tải cho nên nó không có hiện, nhưng mà nếu có khi mà các bạn tìm được cái bản Bismol đó đúng không, các bạn nhấn vào, các bạn vô cái y chang vậy luôn đúng không, xong các bạn vô cái save này, rồi các bạn làm tương tự như bên kia là được nha, là lúc đó thì nó sẽ vô. Thì đó là video của ngày hôm nay, và nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì các bạn có thể để lại cho mình một like và một subscribe nếu các bạn muốn có những video hữu ích tiếp theo. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở một clip khác.